Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong đấu phá thương khung đã được diễn ra, các nhân vật đã được lộ diện khắp nơi ở phần Gia Ma Đế Quốc. Han phong một thằng đốt cỏ chế tạo thuốc nghiện cho dân làng Hắc Minh. Giờ hắn đã bị Tiêu Viêm về đánh cho không thể đứng dậy nói được nữa. Video Toa đã ra tay sát hại Han phong một cách không thương tiếc, và một cú sút bằng chân bay luôn hàm răng lẫn cơ thể. Han phong bị Tiêu Viêm và Video Toa thay nhau đánh hồi đồng dẫn đến tử vong. Dĩ nhiên với khả năng cầm sinh chuyên hành nghề bắt trộm chó của mình từ hồn điện, tên hồn điện đã cứu được Hàn Phong, nhưng đã lấy linh hồn Hàn Phong mang đi. Tiêu Viêm xem sơ qua cái xác Hàn Phong lấy được một chiếc nhẫn của hắn, chứa rất nhiều đồ vật. Đương nhiên Hàn Phong được mang về hồn điện, hắn vẫn không hề hoàn toàn đã chết. Thay vào đó Hàn Phong đã có một cuộc đàm phán với một cốt đạo nhân đấu tôn. Hàn Phong mong muốn được sống lại, hắn chấp nhận giao lại dị hỏa hải tâm diếm cho một cốt đạo nhân, nên một cốt đạo nhân đã giúp Hàn Phong sống lại. Nhưng Hàn Phong sẽ có hình dạng quỷ không ra quỷ, người không ra người. Hình dạng của Hàn Phong như sau: Mộ Cốt lão nhân đã tìm một tên đấu tông đánh chết lấy xác, sau đó hắn hồi sinh Hàn Phong vào cái xác này. Theo như Mộ Cốt lão nhân phân tích, Hàn Phong chỉ có thể sống được chưa đầy 20 năm, thân xác sẽ tự động nát kèm theo linh hồn. Nhưng Hàn Phong chấp nhận như thế để có cơ hội sống tiếp đi tìm thằng mắt con Tiêu Viêm báo thù. Sức mạnh của Hàn Phong chỉ cần qua vài năm đã trở thành đấu tông. Hàn Phong đã thuê mang theo Hiên Hổ Pháp Đấu Tông 6 sao trở về Hắc Giáp Vực về bắt Tiêu Viêm. Mục đích của Hiên Hổ Pháp chính là bắt Tiêu Viêm để điều tra về miếng chìa khóa đà xá của đế mà Tiêu Viêm đang nắm giữ. Lần quay trở về lần này, Hàn Phong vẫn tính nào tận đáy. Hắn đã câu kéo một số thế lực của Hắc Giáp Vực đánh Tiêu Viêm, trong đó phải kể đến Ma Viêm Cốc kèm theo tàn dư của Hắc Minh năm xưa. Hàn Phong gọi cả địa ma lão quỷ Đấu Tông 6 sao ra về đánh Tiêu Viêm ở Học viện Già Nam. May mắn Tiêu Viêm có Thiên Lão Bạch Lão Đấu Tông 9 sao của viện Già Nam ra tay giết chết địa ma lão quỷ. Tuy nhiên điều đó không khiến Hàn Phong có thể rút lui. Hắn cần mở ra một cuộc họp tại Ma Viêm Cốc, thành lập ra một tổ chức chống phá viện Già Nam lần tiếp theo. Nhưng Tiêu Viêm đã dập tắt niềm hy vọng của Hàn Phong bằng cách Tiêu Viêm gọi một số người học viện Già Nam đánh vào Ma Viêm Cốc. Dĩ nhiên trận đại chiến này các đấu tông ẩn của Hắc Giáo Vực đã lộ diện. Tiêu Viêm đã bị hiên hộ pháp của hồn điện úp sọt. Tiêu Viêm không phải đối thủ của Hiên Hổ Pháp, hắn đã bị Hiên Hổ Pháp cho ăn hành gặp mặt. Tiêu Viêm nhờ có Thiên Hỏa Tôn giả mới áp chế bắt được Hiên Hổ Pháp. Còn về Hàn Phong cũng không phải rằng vừa, đời người sớm nhất hai lại người, một là người siêu giàu và hai là người không có gì trong tay. Hàn Phong thuộc dạng hai, chỉ còn có mỗi một mạng, từ gia đình quan hệ tiền tài đều không có. Vì vậy Hàn Phong chính là người bất cần đời, hắn sẵn sàng hy sinh làm tất cả mọi thứ để có thể tiến được Tiêu Viêm xuống âm phủ. Hành động của Hàn Phong vẫn sai lầm. Hàn Phong vẫn bị Tiêu Viêm tung đấm như thường. Do Tiêu Viêm có sự trợ giúp của em gái Tiểu Tiền Đấu Tông trợ giúp, nên Tiêu Viêm đánh chết Hàn Phong bắt linh hồn về sau đưa cho The Lab xử lý.